Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng thử sức với món bánh canh phồng tôm nha. Đây là một món rất là dễ, nấu rất là nhanh và với những cái nguyên liệu cũng cực kỳ dễ tìm luôn. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị khoảng 100 đến 200 g bánh phồng tôm này. Mình có nấm rơm, có trứng cút, có củ cải trắng, củ cải đỏ. Mình có nửa củ hành tây, một ít rau ngò và một ít dầu màu điều, cũng như là 1 đến 2 lạng tôm. Mình sẽ đi ngâm cái phần bánh phồng tôm trong nước từ khoảng 30 cho đến 45 phút để dễ nấu hơn nha. Sau đó thì mình sẽ đi luộc trứng cút. Cái phần cà rốt và củ cải trắng thì mình sẽ tỉa hoa. Còn nếu mà bạn không tỉa hoa thì bạn cũng có thể cắt khoanh tròn vừa ăn là được nha. Cái phần tỉa hoa này mình rất là thích, là bởi vì hồi nhỏ mình đi phụ mẹ mình hay với ngoại mình nấu đám giỗ á, thì mình thấy ngoại với lại mẹ hay tỉa hoa như vậy để nấu ví dụ như lagu nè, thì nó rất là đẹp. Đây là những cái hoa màu trắng và màu vàng mà mình đã tỉa được. Còn tôm thì mình sẽ đi lột vỏ, bỏ đầu. Cái phần vỏ và phần đầu thì mình sẽ giữ lại để một lát mình xào và cho vào cái nước dùng ấy, thì nó sẽ ngọt và thơm hơn. Còn cái phần tôm mà mình đã lột ra thì các bạn nhớ là phải dùng dao để mình kẽ một cái đường ở trên lưng của con tôm, để từ đó mình lấy cái phần chỉ mà chứa đất cát đồ ở trong con tôm ra. Như vậy thì nó sẽ đảm bảo được cái phần vệ sinh khi mà mình ăn ha. Đây là cái phần chỉ ở trên lưng của con tôm nè các bạn. Thì mình sẽ lấy hết cái phần tôm này ra. Sau đó mình sẽ ướp với lại hành, tỏi, băm nhuyễn và một ít nước mắm ha. Mình phi một tí phần hành tím và xào cái phần vỏ với lại đầu tôm lên cho thơm trước khi mình bỏ vào nồi nước dùng. Cái phần nước dùng thì mình ninh với lại xương heo, nửa củ hành tây và một vài cái đầu của cái cây ngò. Rồi tiếp tục mình sẽ đi xào tôm, thì phần tôm mình xào với một ít dầu ăn và một ít dầu màu điều để cái phần nước dùng nó sẽ có cái màu đẹp. Nếu mà bạn không có dầu màu điều hay hạt điều màu á thì mình cũng không có cần ha. Mình cũng không có cần phi hành tỏi gì trước bởi vì mình đã ướp ở trong cái phần tôm này rồi. Bây giờ bạn sẽ xào cho chính cái phần tôm này để mà mình cho vào cái nồi nước nước dùng ban nãy mình ninh. Thì mình ninh đâu đó khoảng chừng một tiếng thì cái nồi nước dùng của mình nó đã ngọt, và mình sẽ đem lọc hết bỏ cái phần đầu tôm rồi cái phần hành ngò, và mình cho lại vào trong một cái nồi cùng với cái phần xương để mà mình có một cái nồi nước dùng nó trong hơn ha các bạn ha. Còn đây là phần tôm mà mình đã xào gần chín rồi nè, cái màu lên rất là đẹp ha, mình thích cái màu cam này lắm. Rồi đây là cái phần nước dùng mà lúc nãy mình có nói là mình sau khi mình lọc xong thì mình sẽ bỏ ngược trở lại cái phần xương heo vào. Rồi cái phần bánh phồng tôm mà mình đã ngâm xong rồi đó, thì bây giờ mình sẽ bỏ vào cái nồi nước dùng này luôn, bởi vì mình cần phải nấu một lát để cho cái bánh này nó mềm ra. Mình tiếp tục cho cái phần tôm mình đã xào, phần trứng cút luộc đã được lột vỏ và phần nấm rơm. Thì bạn nếu mà bạn muốn ăn nhỏ hơn thì bạn có thể cắt đôi cái nấm rơm này ra, nhưng mà mình rất là thích cái nấm rơm mà để nguyên như vậy thì cái nước dùng nó sẽ thấm vào bên trong cái nấm rơm á, thì khi mà mình ăn á, cái chất ngọt nó tiết ra rất là thú vị. Đây là chương trình những bông hoa nhỏ của mình. Mình cho những cái hoa củ cải đỏ và củ cải trắng vào nồi nước dùng luôn để mà khi nó sôi lên thì nó cũng kịp mềm. Các bạn nhớ là mình phải tranh thủ mình đảo ở phần dưới đáy nồi ha. Tại vì mình làm như vậy thì đảm bảo là cái phần bánh phồng tôm khi mà nó nở ra nó không có bị dính lại ở dưới đáy. Đây các bạn thấy không?
Đây là một món mà mình học ở trên mạng mấy hôm nay. Mình thấy nó rất là thú vị luôn. Nó có thể thay cho cái phần bánh canh, và khi mình ăn mình thấy cái độ dai nó vẫn đảm bảo như là cái bánh canh bột lọc ấy. Vì cái nước dùng của mình đã có rất là nhiều đạm rồi, cho nên là mình chỉ nêm thêm một ít nước mắm thôi, và mình không có nêm hạt nêm, để đảm bảo cái độ trong cũng như là giữ được cái vị ngọt thuần khiết của những cái xương này, tôm này và những cái rau củ mà mình đã bỏ trong nồi nước dùng. Khi mà sôi lên rồi thì mình cho ngò, hành vào, và mình cho thêm một ít tiêu nữa thì mình có thể tắt bếp rồi ha. Ok, món này thì rất là dễ nấu và mình có thể chuẩn bị cho gia đình của mình ăn sáng hoặc là ăn xế đều được ha. Mình chúc các bạn thành công ha.